我比较想钻石。Hi, ba mẹ con nhà Vân xin chào tất cả ông bà cô chú, các anh chị và các bạn cùng các em nhỏ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Con xin chào. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Mời hôm nay mẹ cô chú các bạn ăn với con nha. Hôm nay cả nhà ơi, hôm nay Vân đi ra chợ, Vân chở hai con đi ra chợ đó, thì gặp người ta sale cái trái này nè cả nhà. Ăn thử cái này nha. Người ta sắp dọn hàng á. Ta tính rẻ. Cái này bịch này, cái này hai bịch, người ta nói là tính ra là 2kg cả nhà. Mà người ta bán rất giá rẻ. Con nói đi. Tôi ăn thử cái này nha. Thì bình thường giá thì cũng khá là cao mà hôm nay họ bán hết rồi cả nhà, họ sale với giá rẻ, còn hai bịch Vân lấy hết luôn. Nhưng ngay lúc hai đứa con của Vân rất thích ăn. Thì bây giờ mời ông bà cô chú cùng ăn với các con nha. Cô ăn với cô chú ăn với con đi. Nhưng mà bị cảm không có đi học được, đến là thứ sáu thứ bảy chủ nhật rồi ráng hết ngày nữa, thứ bảy sáu thứ bảy, nhưng mà không ráng được. Bị cảm ở nhà tới ngày hôm nay chưa đi học cả nhà, phải đợi cho nó hết á, đợi cho nó hết ho luôn, tại vì sợ vô lây cho các em nhỏ khác. Ăn đi Tôn Qua, xưa nó kêu cho quê rơ rồi ăn đi. Đây là cái hũ mắm y chang mắm ruốc luôn, cái này là má chồng mình xào y chang mắm ruốc luôn cả nhà. Mà nó thơm chứ nó không có cái mùi ấy, nó kiểu như là má chồng dùng cá cơm á, dùng cá cơm để mà làm. Mình đến gần cho cả nhà xem, má chồng dùng để cá cơm để gà làm cả nhà, y chang cái mắm ruốc luôn. Và cái muỗng này là muỗng sạch ha, má kho y chang, tại vì cá cơm nhỏ xong má đem xay ra, xong bắt đầu má đem xào với cái xào với những cái mà má làm á. Má chân đôi y không sao, lát cây giặt không sao hết, kiểu như là xào chung với lại thêm ớt thêm tỏi đồ vô cả nhà. Rồi bây giờ Vân ăn, thường thường cái này là chấm với xoài, cái món này chấm với xoài Vân thấy là ngon nhất, chấm với xoài là tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay Vân không có xoài, với lại Vân vừa bị đau bao tử xong thì Vân không được ăn xoài á, cho nên là Vân ăn với ổi. Cái trái ổi này nó hơi bị vấn đề tí xíu, tại vì cũng hàng sale á cả nhà, kiểu như là người ta dọn rồi đó, còn những cái gì người ta lựa qua hết rồi thì người ta bán với giá rẻ, thì Vân nghĩ giá rẻ cũng được không sao, kiểu như mình gọt ra mình vẫn còn ăn được, nó không đến nổi, nó chỉ bị va chạm thôi, nó chỉ va chạm nó hư cho rồi mình gọt ra vẫn ok, thì nó cũng ok lắm cả nhà, đâu có bị gì đâu, nó chỉ va chạm thì nhìn thấy nó rất là không có bị gì hết, bên trong cũng không bị gì hết, rất là ngon, nó chỉ có dập mấy bên ngoài thôi, cho nên là mình mua cho người ta đi về luôn, tới trưa nắng rồi á, người ta đứng người ta la làng lên, người ta la rất là lớn luôn, người ta la là giá rẻ, mua đi rồi cho họ đi về rồi này kia đó, cho nên mình cố mua luôn. Để mời cả nhà của bạn với Vân nha, sẽ giao sư ba lơ. Thì mình nhau xin chắc cờ hay xin sư ba lờ? Xin sư đồng hả? Ở cái ghế không có chỗ ngồi luôn. Xin sư chắc cờ. Con muốn ăn này hả? Dạ, có lại dạ. Con muốn ăn cái này hả? Ăn cái nào? Con muốn ăn cái nào? Rồi lên, bắt đầu lên đi. Xin sư chắc phú thảo. Ngon hả? Vậy là ăn cái đó đi, ăn nó xin nó cơ phú xịa. Xin nó cơ bị trao hợp. Vậy thì Vân ăn cái này ha. Vân chấm với lại. Vân nhớ cái mùi mắm ruốc ở Việt Nam lắm, mắm ruốc chấm xoài, xoài chấm mắm ruốc lắm. Cái mình Vân về dưới quê má chồng xào cái này nè cả nhà. Cái mùi cái màu y chang mắm ruốc luôn. Cái mùi thì cái mùi hải sản. Cái mùi là cái mùi hải sản tại là làm bằng cá khô, cá cơm khô của Đài Loan đó cả nhà. Thì xào với lại những cái của thực phẩm cũng riêng của má thì cho nên là rất là y chang luôn cả nhà.
Con nói cái này mà chấm xoài. Ngon. Chấm xoài tuyệt vời. Con nào ngon chọn ấm. Em muốn là một trái thì con để nó ngót nghẹn nha. Con muốn hai trái luôn hả? Không được, ngót nghẹn á. Được rồi. Cái này nha cả nhà, cay cay cho nên là rất ấy. Sợ xin không có mất nghẹn như các con nha. Rồi con ăn đi. Ngon hả? Ngon không con? Ừ. Con bỏ hộp ngoài này đi. Được, phải chơi. Bỏ trong đó luôn hả? Ừ. Từ từ thôi. Mất nghẹn á. Bình thường cái này giá cao lắm, con không dám mua cho các con ăn đâu. Cũng giặt, kiểu như là thuộc người mẹ tiết kiệm á. Cũng không dám mua những cái giá cao này cho con ăn, cho nên là hôm nay cái giá sale với lại cái hàng người ta dọn á, bán với giá rẻ thì các con mình cũng thích nữa. Nên là cái này cũng rất là tốt nữa. Sao chị chuyển cho em đi ạ? 3 giờ mấy rồi con? Giờ này 3 giờ mấy chiều rồi cả nhà. San đình tour 3 giờ mấy chiều bây giờ xiao xả, chứ xưa của mình là xiao xả. Xiao xả, đây là trà điểm tâm trưa của mẹ con. Mẹ con kiểu như là ăn điểm tâm trưa vậy thôi. Vâng, ăn cái này giống như mắm ruốc vậy đó. Cảm giác là nhớ cái thời học sinh, cái tuổi học sinh mà ở cổng trường đó nha. Ở cổng trường người ta bán sát cổng trường, người ta bán xoài gọt sẵn chấm mắm ruốc. Mà cái thời đó, cái thời đi học cấp 2 nha, xoài chấm mắm ruốc mà ăn vô là thôi rồ nữa. Nhưng mà ngon tuyệt vời. Xoài nào với ổi nào người ta là chấm mắm ruốc như là khóm nữa. Thôi mà những cái món đó là những món nào phải độc quyền ở Việt Nam mình. Và cái tuổi thời mà cấp sách đến trường, thời áo trắng á, những cái món đó là những cái món phải nói là dù nam hay nữ ai cũng yêu thích. Vân rất là nhớ cái món đó. Mà Vân về Vân thấy má Vân á, về nhà bữa đó, hôm bữa đó Vân có quay clip hôm trước, Vân có đưa một cái chén nhỏ nhỏ lên, Vân nói đây là mắm ruốc đó. Thì Vân nói cái hôm đó là Vân ăn xong, Vân nói ủa mẹ ơi cái này là gì vậy mẹ? Cái mẹ chồng Vân nói là cá cơm mới xay ra, mới bầm ra, mới bầm nhuyễn ra, rồi mới sao mới kho vậy đó. Nó trời ơi sao má giỏi vậy, sao giống cái mùi của quê hương con quá vậy. Nó hơi cười nó mẹ ơi cái món này rất là màu giống cái món mắm ruốc của Việt Nam con luôn. Cái này mà chị em Việt Nam con bên ở bên sống bên đài mà ăn cái món này rồi hen, ghiền cho mà coi. Thì mẹ cười quá trời luôn. Thì mà nói xong rồi khi về bên đâu có nói gì đâu, chị nói vậy thôi đó. Mà Vân cũng không biết là mẹ có xào nhiều để trong tủ lạnh. Chị nói vậy thôi là khi về cái má túm dùng bịch nãy cái bịch ra gì đó cột lại cho má, nói má để cho con một củ trong đó mang nhìn chảnh ăn thì ăn hết. Như ăn tại vì mẹ cũng không biết là có ai ăn không, tại vì ba chồng thích ăn cho nên mẹ làm cho ba chồng. Cho nên là khi mẹ thấy thích ăn cái mẹ nói đợt sau thì mẹ xào nhiều hơn, chứ đợt này mẹ chỉ có xào như vậy thôi đó. Thì mẹ túm cho một vòng củ này, cái vòng củ này là cũng ăn mà cũng là lâu à, củ này ăn cũng lâu lắm á. Cho nên là lấy hũ này giống như là lấy được hũ vàng vậy. Con ngồi bên nào? Con ngồi bên này có mấy ăn được cái này chứ? Hả? Con ngồi bên nào? Thật chưa mà? Thật chưa hả? Con nói chứ bao giờ? Không có ngồi hả? Hả? Chua ngồi đâu? Con lấy gì? Con lấy gì? Lấy cái gì? Trên cái nào? Con định để cái gì lên? Con định làm gì? Con định để cái cao này lên vậy hả? Không biết nó làm gì luôn á.
này ăn phải để ở ngoài, để ở ngoài đừng để trong đây. Chỉ có phần ngoài men thôi, qua phần ngoài men ha. Bây giờ phần cứ chết. Làm gì? Ý là làm đây ngồi hả? Có ngồi được. Trời ơi, cái xôi, cái thùng ra, cái thau ra ngồi. Không có đủ cao. Thôi. Thôi 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 thôi, mẹ cho con ngồi nè. Cái gì chua, cái gì chua. Nhà có hai cái ghế à. Nhường cho mẹ nó ngồi rồi nó lấy cái đó, nó cái thùng. Lấy cái xô, lấy cái thùng, lấy đồ ra lót làm chỗ ngồi, mà ngồi chắc chắc ngồi chắc cái mặt tới đây luôn á cô chú, chú ơi. Rồi cô chú thấy con không? Không được, mai đây. Đây 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 đây. Hết rồi con. Hả? Hết rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Xin mấy giờ rồi? 大约八点。 好, 这边给你, 我不做了, 给你, 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 来啦, 过去, 我, 有, 没, 你, 我, 没, 我, 来, 来, 我, 来, 好, 来, 有, 你, 来, 好, 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 来, sống ở đây bắt nhà lúc nào cũng nhỏ muốn đi công viên hả? Muốn đi công viên sao chứ công viên sư hoàn đi ăn hết rồi đi đi ăn chứ ăn hết chưa dạ chưa cái cái爬藤子 的那个啊，我去那边了。嗯，我去公园嘛，去跟那个。妈妈是我学校旁边。我学校旁边的那个啦。溜溜一个人。我学校旁边的啦。哥哥说爬绳子呢。哪个啦？嗯。那个哥哥。爬绳子是，我是说跟上课去的那个公园的。啊，是寄宿学校旁边的啦。嗯。好，我们今天去那里玩吧。我们今天第一个基地要去的第一个就是爬绳子。咚咚咚咚呗。嗯。我最爱爬绳子了，可不。我很有啥嘛，跟我哥哥不太孬，有你们嘛。我可以干啥的？好。妈妈，等一下我去，等一下去我的时候，你可以帮我拍我去，因为我可以爬，他要给我爬绳子爬很高的那一个吗？那cô chú ơi, cô ạ, sư mà. Lát nữa muốn quay cái cảnh rồi chơi ngoài công viên cho cô chú coi. Hỏi mẹ có thể quay được không? Được không mẹ? Ờ, ok được. Ô sư bà. Ok được. Quay sư bà là. Ô sư bà. Nó được đi công viên nhà là no rồi đó. Đây cái cọng dây này nè cả nhà. Cái cọng dây này rất là tuyệt vời luôn, giống như cái ô màn nhện vậy đó.
y chang cái màn nhện luôn. Có thể chơi được mọi thứ. Ở đó nhớ ở đó mình leo cây thôi. Leo lên đi. Ôi giời, cao thế. Hồi đó chỉ biết leo cây thôi à. Leo cây, có những cái nhánh cây chơi gì rất là vui luôn bây giờ. Cái này người ta làm thiết kế rất là an toàn. Như cái màn nhìn nhện vậy đó. Rất là an toàn luôn. Nó có 2-3 tầng. À. Ok không? Mẹ. Rồi, mẹ đây. Không tập thể dục không được cả nhà ơi. Không tập thể dục không được. Mẹ mẹ. Mẹ có đi à? Ơi mẹ qua. Rồi mẹ qua, mẹ qua. Từ từ mẹ qua con. Rồi mẹ qua, mẹ qua. Mẹ ơi quay con. Này cái này là nó. Ở dưới. Ở dưới này là cái này nè cả nhà. Ở dưới là cái lành này nè. Làm bằng gỗ. Cái này là gỗ. Gỗ không đó. Ừ. Đây. Nó cũng đỡ đau. Sao? Đâu rồi? Đâu rồi? Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Đây, cùng chơi, có nhiều con nít chơi. Giờ này trời mát cả nhà. Bình thường buổi chiều nắng lắm. Nắng là nắng thì giờ này nó mát. Chơi xong về tắm rửa luôn. Là vừa. Cậu phải bò. Còn nhảy nữa. Ở đây phong cảnh ở đây nè cả nhà. À, rồi tôi xuống đi, tôi xuống đi. Phong cảnh ở đây. Ở bên kia là trường học. Bên kia là trường học. Và ở đây là ngoài đường quốc lộ. Cảnh về đêm là như vậy đó cả nhà. Cũng thích hợp cho những cặp tình nhân. Thích hợp cho những cặp tình nhân ngồi nói chuyện với nhau. À. Có thảm cỏ rất là đẹp luôn ha. Nơi đây buổi trưa rất là lý tưởng. Mọi người có thể ra đây đi tập thể dục, về tắm rửa, ăn uống rồi xong rồi đi ngủ là khỏe nhất, thoải mái nhất luôn. Đẹp. Để tôi xuống nè. Hey.
Leo nữa không? Leo nữa hả? À? Leo đi. Ê, yeah. Đừng chạy chạy xong này. Đi chạy xong. Thiên nghe hay quá. Mẹ mẹ này sang xin mà, ai thôi. Chị có chị chế giao sang xin mà. Bố giao à, không chịu à? Một cái thai chứ. Hả, Vui quá, vui rồi, vui quá là vui luôn rồi. Và đây là buổi tối của ngày hôm nay đây cả nhà ơi. Buổi tối của ngày hôm nay thì có cá chiên chua ngọt, cá chiên xong sốt chua ngọt cả nhà, bắp cải, cơm trắng, gừng muối, trứng hấp và rau câu canh và canh nữa cả nhà. Thì để ý sự hoàng hôi tiền ghế của con rạc sau tí. Đây là thức ăn của trẻ em ha cả nhà. Ù dạo 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 chua lại rồi. À được rồi. Thức ăn của trẻ em có gà chiên nè, hoặc là tây chiên nè, cơm, bắp cải, súp, nước cam.
cũng trứng hấp luôn. Và rau cau hủ. Đây là rau cau hủ. Đây có nước ép cam. Kia thì phần ăn của anh xã có thịt kho, cơm, canh, rau y chang vậy luôn, thịt kho. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm với bọn gia đình nhà Vấn nha. Bên này cũng vậy. Mama tại đây gì là con chỉ chặt nó sẽ rất là ngọt. Nhớ xin tất cả ăn cùng. Tất cả cùng ăn cơm. Để cô chú ăn với công nha. Hào quẹt khai tông lô. Để con chế chẳng chứ ạ. Chẳng liệt, chẳng chẳng ra cho một chân. Rồi con ăn đi. Sao lại chua tăng cao à? Rồi. Con mời cô chú rồi mà, phải không tôi? Mời rồi. Mời rồi, vậy con ăn đi. Để chặn đi, để ăn. Con mời cái nữa không? Mời cô chú ăn với... Cô chú ăn với con nha. Hey. Chan nước sốt rồi, cà chua lên cả nhà. Sốt cà chua chan lên cơm ngon lắm. Của anh xã. Đây là phần ăn của anh xã và anh xã đang ăn cả nhà. Cảm ơn. Các bạn chưa tin chưa? Hả? Cười. Ông làm gì cứ nhìn nhau, ông nói nhìn máy, nhìn mọi người. Nhìn máy, nhìn mọi người. Trời ơi. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Vân nha. Chén cơm của Vân đây. Không cãi. Đây là cá. Cá. Nè, cá ăn thử rồi coi. Sư gần khan. Có